Xin chào em trai nhé. Em cho anh biết là em tên gì? Em tên Nguyễn Văn Tý. Tí hả? Tí nhiêu tuổi rồi? 40. 40 hả? Em nguyên quán ở đâu? Tây Ninh. Nguyên quán từ Tây Ninh thôi hả? Vậy là hôm nay em đi cùng với con gái? Dạ. Ồ. Còn đứa nhỏ nữa. Còn đứa Nó nữa có hả? ở nhà ngoài. Đứa nó mấy tuổi em? 2 tuổi. Bé này mấy tuổi đây? 4 tuổi. 4 tuổi hả? Ồ. Một trai một gái hả? Ồ. Vợ em họ tên là gì? Lê Thị Luyến. Lê Thị Luyến hả? Vợ em quê ở đâu? Quê Tân Biên, Tây Ninh. Tây Ninh luôn hả? Ồ, hai vợ chồng mình là quê gốc Tây Ninh luôn hả? Ồ, em có nhà cửa bên đó Có các cái nhà dính với nhà ông già vợ. không? À, vậy là mình có nhà bên đó luôn hả? Dạ. Ồ. Em cho anh hỏi này, vậy là hai vợ chồng em cưới nhau lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Mười mấy năm mà con đã nhỏ hả? Dạ, có con muộn. Ồ. Em hiện nay đang làm công việc gì? Hai chồng mới xuống công ty ở Đồng Nai làm. Mới có tháng mấy rồi. Rồi bữa đó chắc 7 giờ mấy á, là vợ nhắn tin, cái em thấy tin nhắn em không biết chữ, cái nhắn tin với cái nick nam, cái em mới đặt cái máy, cái em chỉ la thôi chứ em không có động tay động chân gì hết á. Là em mới em dỗ con bé này ngủ ngủ xong, cái hồi là khoảng 8 giờ mấy á, là em đi đi em không hay cái Đi mất tiêu luôn. dạ thì em quằn kiếm hết rồi, em mới nhờ tới mấy anh. Hai vợ chồng mình từ trước giờ có sống với nhau có hạnh phúc không em? Có Ở quê là ở Tây Ninh là sống em làm công việc gì mà vợ làm công việc thì gì? em cũng làm hồ với cậu mũ đồ này kia vậy đó, Còn vợ? vợ thì cũng làm công ty làm này kia. Và tại tại sao mình lại em chuyển về Đồng Nai làm công ty à? Tính về đây hồi đó mấy năm trước em có làm ở đây, chồng có làm á, về đây cái mức lương nó cao hơn. Em đi em có dắt vợ đi không? Con? Có Hai đứa con luôn? dạ hai đứa, rồi thằng kia nhỏ nó bệnh mới gửi về ngoại. Vậy là sao mình không gửi con ở quê? Tại vì ở quê xa đi nhớ con, còn mình gửi tại công ty nó có chế độ cho công nhân gửi con á. Vậy là tính gửi con ở công ty luôn cho nó tiện ha. Dạ chiều Tối á. mình về mình vẫn gặp con được đúng Dạ không? Hai vợ chồng làm ở Đồng Nai được mấy tháng rồi? mới xuống con tháng mấy à. Vợ em là gọi là em phát hiện là vợ nhắn tin cho người khác. Dạ Trước ở quê là vợ em có hay nhắn tin cho người khác không? cũng có một lần. Nhắn một lần là nhắn nhắn nhiều không? Không có lần nữa em bắt rồi thôi, xuống đây đợt này nhắn tin lần nữa mà đặt Đợt trước là người khác, đợt này người khác hay sao? dạ Vậy là những trước vợ em có bao giờ bỏ nhà đi bao giờ không? không không bao giờ bỏ nhà đi. Vợ em có thường xuyên lên mạng không? Hát hò không? Có Lên mạng hát hò luôn hả? Hát chắc trên TikTok đúng không? Dạ quay TikTok hả? Vợ em là bao nhiêu người follow? Nhiều không? Không Nhiều nói người em theo cũng dõi không không? biết nữa. Nói chung em không để ý luôn hả? Dạ em không để ý. Tối là hai vợ chồng về là có ngủ chung không? Có Em thấy cái thời gian mà gần đây nhất ấy là vợ em thay đổi tính tình nó có khác thường không? có Nóng nóng lạnh không? ừ, có mới đi bệnh viện về, mà mới bữa đó vợ em mới đi bệnh viện về đột quỵ, về em mới về có mấy ngày là thu đi tái khám, là về là cái gây với em cái đi luôn. Vậy là vợ em là mới đi lên thành phố đi khám bệnh. Khám ở đúng rồi, khám ở quận 9 À, á. Thủ Đức hả? Nằm bệnh viện Đồng Nai rồi mới về mấy ngày à. Nhưng mà đại loại là tính tình vợ em thời gian này thay đổi bất thường. Dạ. Hay nóng lạnh hay kiểu hay khó chịu đúng Dạ. không? Vợ em ăn mặc thời gian gần đây ăn mặc có đẹp không? Không cũng bình thường à. Có kem phấn gì không? Có. Ăn diện không? Có. Vợ em nói chuyện trên 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 mạng ấy, thường mấy giờ đêm em? Tại vì nhiều khi em đi làm về mệt em cũng không để ý nữa, tại chỉnh điện thoại chế độ tối là nó không có tiếng á. Không 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 nghe được tiếng đúng không? Dạ Con là mình vợ để chế độ gọi là gần như là chỉ có xem một mình thôi. dạ im lặng, chỉnh chế độ tối là ánh sáng tối lại, Mà làm chung mà em không để ý à? tại vì em đi làm về em ôm chỗ này em ngủ mà hay. Sao ôm vợ ôm nhỏ nó bằng đây thì ôm chi nữa, ôm vợ cho nó tình cảm nhé. Tại vì bé này nó mến em á, Này không phải mến ôm mẹ không ít cái gì vậy? nó thì nó nhớ mẹ, nó kêu như vậy, nhớ mẹ nó mấy rày, nó nhớ mẹ kêu đi kêu chở mẹ nó về, nó mẹ nó đi làm sao không đi rước. Vậy là vợ em đi đến hôm nay là mấy ngày rồi? Đi cái bữa 12 tây, nay 22 tây rồi. Em Ôi. đi kiếm là chạy như 10 bữa. 10 ngày liên tiếp rồi. Dạ.
Vợ em đi ban ngày hay tối? Đi 7 giờ mấy, 8 giờ tối. 8 giờ tối. Dạ. Hôm đó là đi xuất phát từ nhà, từ phòng trọ đi. Từ phòng trọ. Phòng trọ ở bên đồng nai nào, phường nào? Phường Long Bình Tân, đường 44 xẹt 1 Q1. Phường Long Bình Tân hả? Bên dạ. Biên Hòa ha. Dạ. Vậy là hai vợ chồng em làm công ty là một tháng được mấy triệu? Thì nếu mà hai chồng đi đủ là phải là đi 10 10 15 16 triệu. Là hai vợ chồng hả? Như vậy là sống như vậy là có đủ không? Nếu vậy thì đủ. Đủ trang trải. Vợ em có bao giờ ý định là tôi sẽ bỏ ông, bỏ các con đi không? Có những lúc thỉnh thoảng nó cũng có nói cái nó điên nó khùng gì á, nó ngọng cười á. Nhưng bữa đó em chửi, em la. Xong nó ngồi cười. Cũng vẫn ngọng cười à, chứ nó không ra chuyện này, cười như vậy là cười không bình thường đấy. Em nói em la, cái em đập đó, lúc đó mà em giận quá em đập điện thoại á. Là nó vẫn cười, chọc em cười mà em không có em gầm nó. Ra chuyện là mày cứ đập điện thoại tao đi. Mà nó mày thấy cảnh đúng không? Kêu ngủ đi. Tại vì chiều có bữa thứ bảy em không đi làm, bữa đó là em nghỉ sinh thứ năm em nghỉ ngày. Vợ có đeo vàng bạc trên người không? Không. Vợ đi bằng xe gì? Bữa đó là đi lại phòng trọ của nhỏ mà làm tóc gần đó đó. Là em hỏi thằng bé đó không có nhờ điện thoại em. Hôm gọi cho chồng, chồng đi làm tới giờ chưa có về, đi nhậu hay gì chưa về mà em ở nhà. Thế vậy gọi cho chồng khác chứ không phải chồng em. Cái em mới, nhỏ đó nói vậy em mới đưa điện thoại cho mượn mà gọi sao không biết. Cái em xin số điện thoại của nhỏ đó gọi. Mà kiểu gọi rồi xóa số là sao á. Không tìm ra. Không tìm ra, nhỏ đó có cho số mà những số không đúng. Không đúng. Có nghĩa là chắc người ta xóa số rồi. Người ta cho gọi nhờ người ta xóa rồi. Vậy là thực sự là vợ em mượn nhờ cái điện thoại của cái tiệm hớt tóc đó. Sau đó tính là gọi cho em. Bởi vì nói chuyện là để gọi cho chồng là em. Nhưng mà thực sự là người ta không gọi cho em. Vợ em không gọi cho em mà gọi cho người khác. Còn người khác là ai mình chưa biết đúng không? Lúc trước mình có thường xuyên tâm sự với vợ là đừng có lên mạng nhiều không? Có, kêu xài thì lúc nó bút đầu coi rồi cũng này cái lát ngủ thôi, đừng có lên nhiều. Ngủ đi, sáng đi làm. Nhưng mà vợ chắc thức khuya lắm hả? Cũng nhiều khi mình ngủ mình cũng không đi, cũng không biết. Trời ơi. Hai vợ chồng làm công ty gần nhau không? Chung xưởng luôn á. Chung xưởng thì công việc chắc cũng biết đúng không? Dạ biết. Vậy có mệt mỏi lắm không em? Công việc á hả? Làm vô công ty dài thì mệt mỏi. Trời ơi, về vợ vợ ngủ một nơi, chồng ngủ một nơi, ngủ chung mà kiểu này là không biết gì luôn. Vậy là từ khi lên Đồng Nai là những cái chuyện khác ấy, ngoài cái chuyện mà trò chuyện ôm ấp yêu thương là còn những cái chuyện khác mình có tâm sự với nhau không? Cũng ít lắm. Ít lắm hả? Nói chỉ là về nấu cơm nước ăn rồi. Xong là mỗi người làm một góc. Vô đó dỗ bé này ngủ rồi ngủ thôi chứ. Vậy là đi cả ngày là không nhìn thấy nhau. Về tối thì nhìn thoáng qua đây rồi. Vô công ty thì vẫn là gặp mặt đồ quá lại bình thường. Đến giờ phút này em đã tìm hiểu trong công ty có người nào đàn ông bỏ đi, bỏ công ty luôn đi không? Không. Em hỏi chưa? Em hỏi rồi, không có. Vậy là nếu vợ em có quen là quen người khác công ty chứ không phải chung công ty đúng không? Dạ đúng rồi. Này cũng căng đấy. Bên đến giờ phút này là em đã thông báo cho gia đình bên vợ biết chưa? Dạ em kiếm 10 ngày không được rồi em đi về bên vợ em, nhà em dính với nhà vợ, nhà ông bà già vợ. Ông bà tên cũng khóc nhưng mà đều nhà tên cũng khổ. Khổ mẹ vợ thì bán vé số. Cũng mua gạo hàng ngày ăn vậy thôi chứ. Khổ đúng không? Cuộc sống khó khăn đúng không? Vợ em đi bằng xe gì? Em không biết, bữa đi bộ mà. Đi bộ luôn? Dạ. Thế thường thường ai chở? Thường thường đi làm chung với em thì em chở đưa con rồi vô đổng học luôn. Hai chồng ngồi ăn sáng hai chỗ ghế đá uống nước rồi vô làm thôi. Mà hôm đó thì đi bộ? Không, vẫn đi làm là đi xe, còn cái bữa ra đi là đi bộ. À, quay ra là đi bộ, đi về trước à? Không, cái bữa mà đi đi luôn á. Đi, à đi luôn là từ nhà đi? Là phòng trọ ra là đi. Từ phòng trọ ra ở Long Bình nha, đúng không? Dạ. Còn đi hướng nào em không biết? Không, em không biết hướng nào hết. Đến giờ phút này điện thoại của vợ em có gọi được không? Không,
Bữa đó em lỡ tay em nóng á, không có đặt cái điện thoại. Banh chành luôn à? Banh chành luôn. Thế là giờ bao nhiêu thông tin là cũng mất tiêu luôn. Vợ anh có gọi về nhà không? Không, trong cho thường thường là xa mẹ vợ không được, mà nay nó không gọi về cho mẹ vợ luôn, mà Nhiều người nhỏ em vợ cũng không gọi về, nó không mượn thò gọi về luôn. không cần gọi nữa, bây giờ tao không cần biết mày là ai cả, đúng không? Kiểu vậy. Vậy là vợ em đi lần này lâu nhất Dạ đúng từ rồi, khi có lấy em lần đến giờ? lần này là lâu nhất luôn á. Lần trước là đi mấy ngày? Lần trước không có đi đâu hết À, lần trước chỉ giận nhau nhưng không đi đúng không? á. Chỉ có lần là làm ở công ty Trà Lạ trên nhà, có lần nữa công ty đều đi đâu á, là đi ngày đêm về. Một ngày một đêm. Về hôm sau là thấy em thấy tâm trạng sao, bất ổn không? Thì thấy bình thường à. Thế căng nhỉ. Mà ai là người lên kế hoạch, ai là người lên tiếng bỏ quê lên thành phố làm việc? Vợ Vợ. Ôi giờ em trúng kế rồi. Vậy là em trúng kế rồi. vợ kêu 1 2 đi xuống đây, là ba vợ là không có cho, và vợ không có cho. Em có đồng lòng không? Đầu tiên em có Nên đồng là ý không? thì đầu tiên em kêu thôi, nhà có gì làm lấy mẹ đi, kêu thôi đi chứ làm mình ăn lương cũ, nó lương bậc 4 nó tiền nó cao hơn, thì mình cũng đi vô, hai chồng cũng xin vô làm. Thế là giờ cao được tháng lương nào chưa? Vợ thì được tháng, em cũng được tháng. Thế là cuối cùng cao, giờ cao chót vót luôn nhỉ? Giờ cao lên trên cung trăng luôn, mất vợ luôn. Đó. Trước khi đi em đã lường trước sự việc chưa? Em cũng chưa nghĩ tới nữa. Bởi anh nói thẳng này, không phải tất cả các phụ nữ mà bỏ quê lên thành phố làm việc là đều hư hỏng nha, nhưng có rất nhiều chị em đôi khi ở quê nó khổ, lên thành phố cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn, một cách nó thay đổi mình gọi là mình không có kịp, không có kịp để thích nghi ấy. Vì vậy gặp đôi khi gặp một số ông tướng này ông ấy dụ hay lắm, đàn ông mà người ta cho đường người ta dụ nó chuyện ngon ngọt. Ở nhà thì đôi khi là mình cần nhất là mình lóng lẩy, mình không tình cảm, không ngọt mới vợ, đúng không? Đó, và cái điều thứ kế tiếp là đôi khi là trước khi đi ngủ mình cũng không trò chuyện, mình không tâm sự ở công việc hôm nay em mệt không nọ kia, đúng không? Mình trò chuyện nó xong rồi mình ngủ, ôm nhau ngủ thì có ok không? Đó, nhưng mà mấy ông tướng kia là ông dụ những cái rất nhiều những đường mật đó, đôi khi các chị em phụ nữ là tưởng là mình đã tìm được đúng đúng người. Và bỏ đi luôn. Đôi khi trước đây rất thương chồng và có thể là rất thương con. Nhưng đến giờ phút này là chồng cũng chẳng ra gì mà con thì cũng không quan tâm. Nhỏ em của con bé này á, thằng nhỏ thì thương là lúc nào nó cũng điện về hết, ngày nào cũng điện hết, hôm nay nó không điện luôn, Không cần điện nữa. không điện luôn. Không có mượn máy hay để liên lạc. Ê, khổ nhỉ. Đến giờ phút này là vợ đi 10 ngày đây rồi. Em có sợ là mất vợ không? Nếu mà bây giờ vợ không về luôn, liệu khả năng của em có nuôi được hai đứa trẻ nào? Được. Được nhưng mà cũng khổ đấy nhỉ. Gà trống mà lừ con mà. Dù gì mình đi làm kiếm tiền nhưng mà nếu mà có bóng dáng của người phụ nữ, người ta sẽ giúp mình một phần nào đó về con cái, ăn uống, học hành, nhỏ to. Thằng bé này sắp đi học rồi, nhờ mấy anh đăng lên để kiếm về cho đi học rồi, sắp vô lớp 1 rồi. Nếu vợ về là em có hứa là em thay đổi tính tình của em một cách khéo léo nhẹ nhàng không? Nhưng mà mình từ trước là chắc chắn là mình chưa đánh vợ đúng không? Có hay không? Có lúc trước thì có, rồi sau này là không có. Mấy nhiều lần chưa? Lúc trước thì cũng ít lắm, trước chung là mấy mấy năm rồi, Mình ra đòn có tung hoàn cước có mạnh không? không Hay là một hai cái? chỉ tán màu giả 1 2 cái thôi chứ Úi giời, tay ông kia ông vả một cái một là người ta méo mồm rồi. Hù thôi. Mình giơ cây lên thôi, giơ cây thật cao từ lên. đó là sao là Nhưng nó mà có mình đánh. căn đó, mình căn nó đi chỗ khác mình đập chân á, đập đất á. Đấy một là xanh nhe rồi là té đáy rồi. Đó, chứ mà mình mà giơ thật mà mình làm thật thì thôi rồi, một cái một là hoa mắt chóng mặt luôn rồi, lỗ đom đóm luôn rồi. Bây giờ là vợ đi này nó có nhiều nguyên nhân lắm. Cái thứ nhất là mình xem lại mình có sai với vợ không? Khẳng định là không sai.
Ông nào về đây cũng hỏi tôi đối xử tốt với vợ tôi lắm, chẳng ông nào không phải. Nhưng khi tìm nhà cứ tè le tè lét cả. Nhưng mà mình sao có sao, cứ nói vậy. Mình biết lỗi, mình lầm đường lạc bước, mình sửa sai. Con người ta không ai hoàn thiện ở đâu, chẳng có ai hoàn thiện được, đúng không? Thế nhưng mà đôi khi mình biết sai, mình nhận thức được cái sai của mình rút kinh nghiệm. Ở đây anh em không phải dạy khôn ai hết nhá, ai cũng có sai hết, chẳng có ai đúng hết được đâu. Thế nhiều nhiều khi mình biết là hiện nay là như thế này, là cuối cùng là giờ lóng lẫy, giờ mất vợ, đúng không? Rút kinh nghiệm để có thể là mình về nhẹ nhàng hơn, nói chuyện với vợ khôn khéo hơn. Nóng thì vợ nó chửi mình đi chỗ khác, nó chửi mình không sao hết á, cho nó làm chết luôn đó, chửi đi chỗ khác, đóng cửa vào đi chỗ khác, trốn luôn. Mình thua, coi như hôm nay mình thua đó, không ảnh hưởng gì cả đó. Mình cố gắng như vậy đi một thời gian là ô văn kê ngay à. Chứ bây giờ ông nói 1 tiếng mà bà nói 2 tiếng thì là chắc chắn rồi. Ôi, vợ em là sinh năm 1900 mấy, 91 91, 33 tuổi. sinh ngày 24 tháng 7. Một Anh nhìn mặt này cũng không đến nỗi lắm đâu, nhưng có điều là chắc em sai quá rồi, bây giờ là vợ buồn. Bây giờ mình hãy nói điều gì đó thật tình cảm, và những cái sai trái của mình ấy, mình xin lỗi vợ, để cho vợ xem được, vợ suy nghĩ lại, để có thể là vợ cảm động, và có thể là nếu như mình thay đổi được thì vợ sẽ quay trở về, lần sau vợ sẽ không đi nữa. Chứ nếu mà đi này thì mình sẽ mất vợ mà các con mình sẽ mất mẹ. Rồi em lên tiếng đi. Ôi, em về đi nuôi con rồi chứ mặn rồi chứ giờ đi đứa nào nãy về là lo làm ăn tôi cũng sửa tính tình tôi lại nữa Mình phải hứa với vợ làm sao nghe 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 được. mốt vậy không có đi xa làm nữa, ở nhà làm có nhiều ăn nhiều chứ không có đi công ty gì nữa hết. Giờ hứa với mấy anh đây luôn, mốt không có để vấn đề này xảy ra nữa. Về vợ chồng lo mà ngăn. Hiện nay ấy, là anh nhìn thế nhận thế này là em có nguy cơ mất vợ, em thấy chưa? Một người phụ nữ đang ở mình với các con mình 10 năm, hơn 10 năm qua, mười mấy năm rồi đúng không? Mà đến giờ phút này một cái một bạch vô âm tín là em phải hiểu là tới đâu rồi. Phụ nữ người ta rất hiền đó, nhưng mà khi cái sức chịu đựng người ta không nổi nữa là người ta thẳng cánh cò bay, là lên cung trăng luôn, đến lúc bây giờ người ta không cần gì nữa đó. Trước đây rõ ràng em nói là thường xuyên là thương con đúng không? Nhưng đến giờ phút này người ta đâu có còn nghĩ đến con nữa đó. Vì chán ngán đó. Người ta muốn tìm một cái cuộc sống mới. Vì vậy nhà em hãy suy nghĩ lại nhé, để mình đối xử thật tốt, đối xử như lúc mà mình yêu nhau á. Mình cứ nói ăn alo cả, phụ nữ mà người ta thích ngọt nha. Mình cứ giả bộ là anh sẽ yêu em, anh sẽ hứa là anh sẽ nọ kia, lại mà anh có tiền anh sẽ mua cho em máy bay. Cứ nói như vậy. Thế là phụ nữ người ta nghe bùi tai, người ta khoái. Đó. Nay mai anh có tiền anh mua cho em cái dây chuyền, anh mua cho em xe này, anh mua cho em thế nọ kia đó, còn khi nào có thì tính đó, đúng chưa? Chứ bây giờ mà mình đã không làm được mà mình lại không hứa, mà mình lại không nói chuyện ngọt, là bây giờ vợ gặp mấy ông khác cũng nói chuyện ngọt lắm. Bây giờ nhiều người đàn ông bên ngoài nói chuyện ngọt lắm, ngọt gọi là kiến trong lỗ còn chui vàng, là mình mất vợ. Đến giờ phút là chính thức là 10 ngày nay là mất vợ rồi đó. Còn nếu mà vợ em xem được, mà vợ em suy nghĩ cảm động lại, suy nghĩ lại, hy vọng là vợ em sẽ quay trở về. Bé bé gái cho chú hỏi này, con có nhớ mẹ không? Chú hỏi nè, Con nhớ mẹ không? con nhớ mẹ không Mẹ đi đâu con? Mẹ đi đâu rồi? Hả? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi rồi. Mẹ đi đi kiếm tiền hả? Mẹ đi lâu chưa? Đi chưa? Mẹ đi mấy ngày rồi? Mẹ đi lâu chưa? Chú hỏi là mẹ đi lâu chưa? Con có nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ. Yêu mẹ không? Mẹ. Muốn mẹ về với con không? Mẹ. Nói lớn tiếng lên Con con. lớn lên. Con muốn mẹ về không? Muốn mẹ về. Muốn mẹ về. Ai...
trong thời gian gần đây nhé, là rất nhiều chị em phụ nữ bỏ chồng bỏ con đi. Đó. Anh hy vọng là vợ em suy nghĩ lại để quay trở về với chồng với các con nhé. Rồi hôm nay em với con gái em ấy về đây nhờ các anh em vị sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin tìm vợ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Em đồng ý. Đồng ý nha. Tất cả thông tin em chia sẻ này hoàn toàn là có đúng sự thật không? đúng sự thật Ừ. Mình về hãy cố gắng nhé. Nhẹ nhàng, tình cảm, yêu thương nha. Không nên nóng, bởi vì nóng này nó không giải quyết được gì em. Hỏng bánh kẹo nha. Nha. Rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Ngân Thầm Dương theo số điện thoại 0913 78 5858 để anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái này quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt hai đứa con thơ hiện nay đang chờ tin của mẹ. Dạ cuối video cho phép công trần như ra thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào hẹn gặp lại. Bạn không kẹo.